đây là góc view từ phòng ngủ chính căn biệt thự PV316. Căn biệt thự cuối cùng của dãy biệt thự đầu 3. Bên cạnh là căn biệt thự PV315 đang thi công mái. Căn biệt thự PV316 có hai cây mọc từ dưới đất lên và được thi công ô chờ để không ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên. Và PV316 là căn biệt thự được thi công ở giữa rừng và xung quanh vẫn còn tất cả các cây tự nhiên. Thank you.